Do ảnh hưởng từ cơn bão số 3, nước lũ lên, tình trạng mưa nhiều kéo dài. Trong một tháng qua, xảy ra nhiều vụ sạt lở liên tiếp tại làng gốm cổ xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, cuốn trôi hàng trăm mét vuông đất. Chỉ vài ngày trước đây thôi, thì khu vực này là những công trình dân dụng của người dân cũng như con đường ven sông. Tuy nhiên, sau một đợt sạt lở thì những hố sâu đã xoáy sâu vào tận nhà dân khoảng độ 20 mét như thế này. Trước tình hình khẩn cấp này, chính quyền đã di dời người dân, cộng với việc đưa ra các giải pháp để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân nơi đây. Gia đình ông Nguyễn Xuân Hà là một trong hai hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp của vụ sạt lở, là người dân làng gốm cổ Kim Lan, sinh ra và lớn lên ở đây. Ông cho biết gia đình đã sinh sống nhiều đời ở khu vực này nhưng chưa bao giờ bị sạt lở nghiêm trọng như đợt này. Sự việc nghiêm trọng hơn khi bão số 3, nước sông Hồng dâng cao nhất sau nhiều chục năm sắp xỉ báo động 3. Nước lên cao, lên gấp nên chỉ trong vài tiếng cả khu vực này đã bị cuốn trôi. Một số hạng mục gia đình ông và các gia đình ở liền kề bị nuốt chửng xuống lòng sông. Sáng dậy là tôi thấy nó mênh mông bát ngát, nó sụt rồi. Nó mất độ khoảng chiều ngang độ khoảng hơn 10 mét. Mất hết cả cái lán, cái xưởng nhà tôi đổ sản xuất, xưởng của cháu sản xuất. Mất cả cây cối ở ngoài vườn này còn rất rộng lắm. Chiều rộng khoảng hơn 10 mét và dài độ khoảng 20 mét. Theo lãnh đạo xã Kim Lan, từ ngày 12 tháng 8, sau mưa lớn, bão số 2 đã có hiện tượng cây cối và một số nhà xưởng của gia đình bị tụt xuống sông. Ngày 22 tháng 9, tại thôn 4, xã Kim Lan tiếp tục diễn ra hiện tượng sạt lở đất ven sông. Ủy ban nhân dân xã Kim Lan đã thực hiện di rời 15 nhân khẩu và hỗ trợ di chuyển tài sản của người dân ra khỏi khu vực sạt lở đến nơi an toàn. Ban chỉ đạo của xã đã tổ chức di rời đối với các hộ gia đình, tài sản và người về nhà văn hóa. Một hộ gia đình chỉ vào nhà văn hóa, còn hai hộ gia đình chuyển về gia đình họ hàng trong xóm, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, với tình hình sạt lở tại xã Kim Lan, công tác đảm bảo được xác định là rất cấp bách. Thực hiện chỉ đạo của huyện, xã Kim Lan đã thực hiện ngay các phương án ứng phó. Khu vực sạt lở phân hai đoạn, gồm đoạn 1 sát khu vực sạt lở cần áp dụng các biện pháp rào chắn cứng, căng dây và có biển cảnh báo. Đoạn nguy hiểm cấp bách nhất tại vị trí trực tiếp sạt lở ở thôn 4 yêu cầu đóng rào tôn cứng có cửa để kiểm soát ra vào, đồng thời đề xuất với ngành chức năng về giải pháp tổng thể triển khai dự án cấp bách tại khu vực này. Thì ngay sau khi sự cố sạt lở thì Ủy ban huyện đã mời các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp về kiểm tra, bàn giải pháp và cùng thống nhất trình Ủy ban thành phố phê duyệt cái dự án cấp bách để xử lý ngay đối với lại các cái sự cố xảy ra và đồng thời khảo sát toàn bộ cái bờ bãi Kim Lan để đề xuất cái giải pháp lâu dài, bền vững, ổn định cho người dân của thôn Kim Lan. Thị sát khu vực sạt lở vào chiều nay, liên ngành đánh giá đây là sự cố sạt lở rất nghiêm trọng, cần có các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Đơn vị này đã đề xuất với thành phố giải pháp ứng phó khẩn cấp xây dựng hệ thống kè cứng để đảm bảo an toàn cho người dân. Đối với ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, chúng tôi thì đề xuất là phương án kè cứng để gia cố cái hộ chân cứng để đảm bảo cái tuyến kè này. Và vì cái khu vực này là giáp khu vực dân cư, cho nên là không làm kè thì sẽ không yên tâm cho người dân sinh sống ở khu vực này. Hiện chính quyền đã đến thăm, tặng quà động viên, chia sẻ, vận động các gia đình có hoàn cảnh khó khăn phải di rời nghiêm túc, chấp hành quy định và phương án di dân để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Cũng tại Thanh Hóa, mưa lớn liên tục do hoàn lưu bão số 4, nước từ thượng nguồn đổ về gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương, đặc biệt là các khu vực miền núi. Đã có hơn 2.000 hộ dân phải di rời khẩn cấp đến các vị trí an toàn. Ảnh hưởng do mưa lớn nhiều ngày nay đã khiến hàng trăm khối đất đồi sạt lở xuống khu vực giáo dục thể chất của trường trung học cơ sở Sơn Hà, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sạt lở đã làm hư hại dãy nhà tắm, sập tường rào và các công trình phụ trợ khác. Ngay sau khi phát hiện, nhà trường đã báo cáo chính quyền địa phương và cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 23 tháng 9, chờ các cấp chức năng xử lý khắc phục. Đất đá nó sạt xuống, cái khu vực ảnh hưởng thì là toàn bộ cái khu sân giáo dục thể chất của học sinh là bây giờ là nó bị vùi lấp, không tổ chức dạy học giáo dục thể chất được. Cũng mong cấp trên là có cái
phương án là khắc phục. Qua rà soát, huyện miền núi Quan Sơn có hàng chục vị trí sạt lở, sụt lún ảnh hưởng hơn 90 ngôi nhà. Trong 2 ngày qua, huyện đã khẩn trương di rời, sơ tán 150 hộ với hơn 660 nhân khẩu đến các nhà văn hóa, nơi tránh trú an toàn. Nhiều khu vực phải di rời cả bản nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Đi rời hết, không có ai ở nhà nữa bây giờ, ở trong làng nữa, thì nứt nhiều lắm. Rồi chính quyền địa phương với xã với huyện điện đi điện lại bảo là đấy bà con đi xuống đi rời. Có rất là nhiều cái điểm sạt lở, chúng tôi cũng đã đưa ra rất là nhiều cái giải pháp để đảm bảo an toàn cho người dân. Chúng tôi đã di cư các cái gia đình này ra khỏi cái vùng sạt lở, huy động các cái lực lượng chức năng, kể cả công an, quân đội, cũng như bộ đội biên phòng thường xuyên gọi là giải phóng các cái điểm sạt lở để đảm bảo cái an toàn giao thông trên địa bàn Quan Sơn. Thanh Hóa hiện có trên 2.000 hộ dân phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương cùng với lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục thiệt hại, tiếp tục rà soát, tổ chức sơ tán, di rời các hộ dân bị sạt lở, sụt lún và có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài, nhiều thủy điện xả lũ đã khiến hàng trăm hộ dân trên địa bàn Hà Tĩnh rơi vào cảnh ngập lụt. Do mực nước lũ trên các sông xuống chậm nên đã 3 ngày qua nhiều gia đình vẫn bị cô lập, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì lượng mưa tại Hà Tĩnh đã giảm, thế nhưng nước lũ từ thượng nguồn đổ về rất lớn, kèm theo đó là thủy triều dâng cao đã khiến nhiều địa phương như Xuân Lam, Xuân Giang, Xuân Hồng tại huyện Nghi Xuân bị ngập lụt chia cắt cục bộ. Để di chuyển trong các cái vùng lũ thế này thì người dân phải dùng các cái thuyền là phương tiện chính. Điều này đang khiến cho cuộc sống cũng như sinh hoạt của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Căn nhà của gia đình bà Hồ Thị Liệu vẫn đang nằm giữa mênh mông biển nước. Đã 3 ngày qua, bà Liệu luôn phải túc trực, kịp thời kê gác tài sản theo mực nước lũ dâng. Dù rất mệt mỏi, nhưng khi nước rút, bà lại bắt tay vào công tác dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Rất là phức tạp mà khổ lắm, cũng rất chi là khổ. Kiểu là kế đồ đoàn thì được cái ni hồng cái tế rồi nè, rồi là dư ngay vừa đi ngay thứ ba thân rủ đỡ đỡ thì lại cứ phải dọn dẹp rồi là trú bò gà vịt vươn tược rồi cũng vất vả lắm, nói chung là vất vả. Mưa lũ đã khiến thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh với 130 hộ dân bị ngập. Hiện đang có 25 gia đình bị nước tràn vào nhà khoảng 30 cm, đường giao thông có nơi ngập trên 1 m, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, gây nhiều thiệt hại. 30-40 hecta về nuôi trồng thủy sản bị nước tràn quá và 50-60 hecta hoa màu bị ngập lụt. Và đối với các xã ven biển thì đối với đoạn đê Hồi Thống thì có bị sạt lở khoảng 50-60 m với chiều sâu khoảng 5-7 m. Hiện nay lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông La đang xuống chậm. Hàng trăm hộ dân tại các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Nghi Xuân vẫn đang bị cô lập, chia cắt. Trước tình hình đó, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai phương án 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân. Những hồ nằm đông diện lũ quét và sạt lở đất thì chúng tôi đã huy động lực lượng để di rời các hồ đến nơi an toàn. Còn các vùng ngập lũ đối với những hồ khó khăn, neo đơn và thì chúng tôi giúp đỡ, hỗ trợ để di dời cái tài sản đến nơi an toàn. Với phương châm nước rút tới đâu vệ sinh tới đó, ngay khi nước rút, người dân nhiều nơi đã bắt tay vào dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa để sớm ổn định lại cuộc sống. Do nước sông Mã lên nhanh đã khiến cho nước tràn qua miệng cống nổ thuộc thôn xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa ngấm vào thân đê. Sự cố nghiêm trọng này đe dọa an toàn tính mạng của hàng ngàn người dân, buộc chính quyền địa phương và các cơ sở cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục, xử lý khẩn cấp vị trí đê sung yếu. Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo xã Vĩnh An và Bộ đội Công an triển khai phương án 4 tại chỗ, huy động các lực lượng chức năng và nhân dân tích cực triển khai khắc phục sự cố ngấm thân đê, đồng thời báo cáo kịp thời với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh để có phương án chỉ đạo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động trên 220 bộ đội, dân quân phối hợp với các lực lượng địa phương, tổ chức phân công nhiệm vụ tập kết đất, cát, bao tải, gia cố ngăn nước tràn qua miệng cống nổ, cũng như tình trạng thấm nước vào chân đê,
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của gần 4.000 người dân nội đề.